bú hoa tặng thầy cô chưa? Nobita nhận hoa đẹp lắm á nha. Hả? Phát hiện Nobita và Doraemon ngoài đời thực khiến cộng đồng mạng xôn xao. Nếu ai đam mê xem phim hoạt hình hơn cả các bộ phim truyền hình thì không thể không biết đến cặp đôi huyền thoại Nobita và Doraemon. Cặp đôi này đã gắn bó với tuổi thơ của không ít bạn trẻ, nên việc gặp được thần tượng của mình ở ngoài đời thực luôn là ước mơ của bao người. Mới đây trên cộng đồng mạng đang xôn xao đoạn clip bắt gặp Nobita và Doraemon xuất hiện tại một hội trường. Nói chính xác hơn thì đây chính là giọng nói lồng tiếng của hai nhân vật hoạt hình đình đám Nobita và Doraemon. Cái đồ này bà kinh nhiều lắm nè. Nobita làm bán đây 10 đồng, chịu không? Tuy đây chỉ là cuộc thi lồng tiếng nhưng đúng là không lệch đi đâu được mà. Nghe tới câu Doraemon ơi là làm thổn thức biết bao nhiêu trái tim của fan gọi. Nghe gọi mới biết, chứ hồi đó giờ cứ tưởng giọng Doraemon là giọng nam không á trời. Sau khi đoạn clip được đăng tải đã khiến không ít người thích thú với giọng nói dễ thương của hai bạn trẻ. Đa số mọi người nghe xong đều nhớ về tuổi thơ của mình. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nhớ ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh để xem những tin tức thú vị mỗi ngày nhé.